con ngồi đây. Mẹ bảo nào. Sao con ngồi đây? À, mẹ lấy xúc xích ăn nhé. Ăn xúc xích không? Đây này, con thấy này. Thấy không? Mẹ có nhiều xúc xích nè. Xúc xích của Seri á. Seri để đây nhé. Con ăn không? Mẹ lấy con ăn nhé. Mẹ mua cái khác cho Seri nha. Nào đi đây. Mẹ cho Mon hết nha. Thế sao? Mẹ bóp cho Mon ăn nhé. Nào, Mon ngồi đây. Ngồi đây mẹ bóp cho. Nè. Bóp cho con ăn xong rồi. Con ngồi đây con ăn, tôi tha hồ ăn nha. Nào, để mẹ bóp nha. Mẹ bóp cho con ăn xong rồi mẹ đi phơi đồ nhé. Con không ăn nữa thì con chạy ra cái cây phơi đồ với mẹ nha. Đấy, con ăn đi. Nào nào. Con ngồi đang buồn hả? Chị có bị ngủ không chơi với con buồn hả? Ngoan. Ngoan ngoan nhé. Ăn xong rồi đi ra phơi đồ với mẹ nha. Nào, vào đây, vào đây, vào đây. Ý, giỏi á. Giỏi quá, ngồi đây ăn nè. Ăn nữa, ăn mẹ bóp nữa cho nhé. Cây có khi là no rồi đấy. Ăn xong rồi đi ra phơi đồ với mẹ nhé. Mẹ ra mẹ chuẩn bị đồ trước nhé nha. Ngoan nhé. Yum 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 yum. Aha!
Okay. Con có thích làm việc chung với mẹ không? Thì phải sắp xong rồi nè. Chị Kobe dạy chưa xong rồi gọi dạy cả chị Kobe với các con ra đây ta cùng chơi với nhau nhá. Nhá, con ngồi đây. Thì ra là con lấy xúc xích con làm gì đấy? Con mẹ mới thấy con làm gì đấy? Con lấy xúc xích con cho em kia ăn đúng không? Hàng gì mẹ thôi, mẹ thấy xúc xích của Mon còn có một cái thôi. Mon đang tìm xúc xích của Mon kìa. Em cháu nhỏ bên đây cũng thích ăn xúc xích à? Hả? Con đi ra đây nào, đi ra đây với Mon nào. Đi này. Con ra con xin lỗi Mon đi chứ không là Mon giận con đấy cô Bi ạ. Nghe không? Con lấy xúc xích của Mon mà không xin phép con Mon giận do đấy, nhớ chưa? Nào đi ra đi, mẹ cho cả ba cùng ăn nào, đi. Mon ơi Mon, chị Kobe á, lấy xúc xích của con á, chị Kobe cho em cháu nhỏ ăn này. Hàng gì mẹ cứ tưởng là con sao mà ăn được hết nhé. Này mẹ cho Bi nè. Cho Bi nè con này. Bây giờ còn 2 cây thì Mon chia lại cho chị Kobe mỗi người 1 cây nhé. Nhá. Này để mẹ bóp cho hai chị em nè. Mon ngồi đây để mẹ bóp cho đã. Cái này là mẹ lấy của Mon mẹ cho Bi nha. Nhưng mà Bi phải xin lỗi Mon đi nha. Cái này của cụ bên nào là mẹ cho Mon rồi đấy. Này cái này em mẹ cho ăn cho con này. Cái này cô Bi ăn trộn rồi cô Bi cho này. Mon ăn đi con. Em cho con cũng thích ăn xúc xích nè. Ăn xúc xích, ăn xúc xích nè. Bi đi mẹ bắt cho. Đây. Mon đây mẹ bắt nha. Rồi Bi đưa đây mẹ. Rồi hết nha. Bi ôm yêu thương Mon đi. Bi hôm sau không được lấy trộm đồ của Mon nữa nhé. Nhé. Em cho nhỏ thích ăn nè. Còn chưa tìm được mẹ cho em cho nhỏ luôn này. Biết là tại sao lại đi lạc ở đó nè.